Cha hãy ngồi xuống ghế này nghỉ đi. Cha à, cha thấy trong người đã khỏe hẳn chưa? À, hôm nay cha đã khỏe rồi. Vĩnh Thảo con, qua cơn bệnh lần này á, cha thấy con đúng là một vị thần y, đã chữa trị cho cha khỏi cơn thập tử nhất sinh. Con của cha không những giỏi về nghề thuốc mà còn nghe được cả tiếng chim kêu nữa đó. Hả? Con của cha thật là giỏi mà. Cha à, cha quá khen. Nhưng mà so ra thì à, con làm sao bì được hai em của con là Vĩnh Thọ và Vĩnh Trung. Nhắc tới Vĩnh Thọ và Vĩnh Trung, sao sáng nay mà cha không thấy đứa nào đâu cả? Dạ thưa cha, Vĩnh Thọ đã lên rừng từ sáng sớm để săn thú, và Vĩnh Trung thì xuống biển tìm bắt cá ngon để nấu cháo cho cha ăn đó. À, lạ kìa, sao giờ này mà vẫn chưa thấy hai em con về? Cha ơi, cha, cha, đó, cha ơi, hai em con đã về đến kìa. Con mừng cha đã hết bệnh, con săn được một con nai tơ đem về bồi dưỡng cho cha mau hết bệnh nè. Còn con thì con bắt được loài cá ngon nhất ở ngoài khơi á, đem về nấu cháo cho cha ăn. Con nướng con nai cho cha ăn nghe cha. Con nấu cháo cá cho cha ăn nghe cha. Được rồi, các con của cha, đứa thì bắn ba phát ba trúng, đứa thì võ nghệ cao cường, còn có cái tài lặn sâu muôn trượng. Đứa lại là một thần y, còn nghe được tiếng chim hót. Ôi, ta sung sướng quá. Cha hạnh phúc quá. Cha đã mãn nguyện rồi. Cha rất mừng là các con đều có tài nghề nghiệp đến mức độ cao siêu như thế này. Nhưng cha ngẫm nghĩ, là thanh niên có tài mà ngồi ở nhà như thế này thì uổng quá, uổng quá. Thưa cha, con thiết nghĩ ở đây con có thể giúp đời. Con có thể mở phòng hốt thuốc cứu dân và gần gũi cha để hôm sống cùng thờ. Ở đây có núi cao rừng rậm, con có thể đi săn suốt cả cuộc đời. Trừ thú dữ tìm kiếm thịt rừng, có thể sống đến già mà khỏi bận lòng lo. Còn con á, dễ dùng ngoài biển rộng, bắt cá tôm diệt kình ngư gieo thảm họa. Khỏi cần đi đâu cho hao công tôn sức, ở tại nhà cũng chẳng phí tài trai. Những chuyện các con vừa nói thì đã có rất nhiều kẻ đã làm. Thiên cha thì mong muốn các con phải có chi lớn, phải có hoài bão hơn người, chứ không thể ý tài mãn chuối phú phận, chỉ lo cuộc sống riêng chẳng nghĩ tới bao người. Phải đem tài trai dùng dây bốn phương trời, chung sức giúp đời vì việc nghĩa dám hy sinh. Thưa cha, nhưng cha lưng còng tóc bạc, tuổi già phòng khi bệnh hoạn, nên con không thể rời xa mây lơ, không nỡ để cha già mãi sống cô đơn. Sợ khi trái gió trở trời, ai đắp đành hoặc nồng lo lắng cho cha. Nhưng cha đã tự liệu sức mình, các con chớ bận lòng mà nhục chí nam nhi. Thưa cha, con nghĩ muốn giúp đời phải có lúc có việc, thời bình này thì có gì mà làm mà giúp. Đúng rồi, con bắn cung giỏi, nhưng chỉ để săn thú, chứ giặc đâu mà bắn cha. Còn con, ở đâu cũng chỉ hốt thuốc trị bệnh thôi. Các con đợi cơ hội à, biết bao giờ cơ hội mới đến với các con. Hãy đi tìm đi ắt gặp, và sẽ có cơ hội giúp cho nước, cho đời, làm nên việc lớn. Các con phải ra đi. Thưa cha, nhưng... giống gì xuất hiện vậy các con? À, con thấy con đại bàng thật to, không biết đây là ếch điệu hay là linh điệu. Nếu là ếch điệu con phải ra tay. Các anh ơi, các anh ơi, ghê gớm quá. Có một con chim to lớn và chiếc xe từ biển khơi nó bay vào đây. Có mấy chị đi vừa để phân vì nó cắp đi rồi. Thật là hại hùng, đúng là ếch điệu tài.
phải trừ ngày để giải quả cho dân. Giờ đây đã có việc cho các con, lời cha dạy con xin dân lệnh chi quyết lên đường, việc ác thú cứ dân lành. Các con hãy lên đường ngay. Dạ thưa cha, con chỉ là thầy thuốc, không biết võ nghệ kiếm cung thì làm sao mà trừ được ác điểu. Vậy thì anh và thằng Út ở nhà lo cho cha, để em đi, em sẽ cho nó biết tài thiện xạ của Vĩnh Thọ này mới được. Một mình con thì sẽ không thể nào thắng được ác điểu, cha tin tưởng tài thiện xạ của con đi. Tin thì cha tin, nhưng con biết nó ở đâu mà diệt trừ, con chờ đợi thì biết đến bao giờ nó mới trở lại. Con sẽ thăm hỏi đường đi, đường đi ở miệng mà. Ác điểu mới xuất hiện lần đầu thì có ai biết được nơi trú ẩn của nó. Ở đây có người biết đường. Ai vậy cha? Anh hai của con, thằng Vĩnh Thảo. Dạ thưa cha, con đâu biết nó ở đâu. Bây giờ con chưa biết nó ở đâu, nhưng rồi con sẽ biết, vì con nghe được tiếng chim. Qua những tiếng nói của các loài chim thì con sẽ biết được hang của ác điểu. Ôi cha quả thật thông minh. Vậy là con và anh hai lên đường, em cũng đi theo luôn. Em phải ở nhà để lo cho cha. Hai con đi chưa đủ, còn phải có người thứ ba đưa đường, đó là Vĩnh Trung. À đúng, phải có con. Ác điểu từ hướng biển bay vào, mà Vĩnh Trung thì giỏi bơi lặn, nó sẽ giúp đưa các con vượt biển tới hang ác điểu. Thưa cha, chúng con đã hiểu, nhưng chỉ lo cho cha. Các anh yên lòng, ở nhà đã có em lo cho cha rồi. Thôi, các con hãy vào trong lo chuẩn bị hành trang. Dạ, anh em mình vào chuẩn bị đi. À Ngọc Lan à, ở nhà nhớ đừng có lấy chồng nha, chờ em tôi về tính chuyện trầu cao đó. Thôi đi các anh này. Ngọc Lan em, ta lại sắp chia tay. Tình yêu chưa vẹn ước nguyện, người đi kẻ ở, lòng vướng nỗi sầu. Lòng già
lúc lên đường đó anh. Trước khi các con lên đường, cha đố các con ai ai bẻ gãy được bó đũa cha thưởng. Dễ ạ, để con. Thôi mệt quá, ai bẻ bẻ đi. Cha, cha cho con lấy thế, dùng sức thì không bẻ gãy được đâu. Con cứ tự nhiên. Em coi nè, một hai ba. Ôi da, dạ, đau quá. Còn à, con cũng thua luôn à. Cha, hai em con khỏe mạnh vậy mà vẫn đầu hàng thì con tài cán gì mà bẻ nổi. Đưa đây cho cha bẻ gãy. Dạ, 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 thôi thôi cha ơi, cha mới hết bệnh tội nghiệp con lắm mà cha. Vịnh Trung, em cứ để cha bẻ đi. Tại sao em cắn hoài vậy? Tại em sợ cha bẻ không gãy đôi đũa mà gãy tay thì nguy đó. Chắc còn coi đây nè. À, tưởng gì cha đố mẹo mà. À, cha gạt tụi con. Cha, trước khi các con lên đường, cha muốn nhắc các con, muốn dạy các con về sự đoàn kết. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Các con sẽ đi trừ loài ác yếu, cha mong các con phải hết lòng thương yêu, đoàn kết lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau. Nếu được như thế, cha tin rằng các con sẽ thành công. Đoàn kết là sống, là chiến thắng, chia rẽ là phải chết. Chúng con xin tuân lời cha dạy. Chúc các con thành công. Gì vậy? Làm gì vậy? Đi đi. Quải quá. Dạ. Cậu ơi, mệt quá cậu ơi. Trời ơi, đi cả tháng trời mà chẳng biết có quỷ dữ ở nơi đâu. Cậu à, ta về đi cậu. Dạ. Chứ đi cái mừng này con chịu hết nổi rồi. Trời ơi, ta dẫn nhà ngươi theo để giúp ta tìm việc ác quỷ đi cứu công chúa. Không lo đi tìm mà cứ than vãn hoài à. Trời ơi, có một bà công chúa. Sao? Mà cả nhà ông muốn làm chồng. Từ khi nhà vua truyền rao, ai cứu được công chúa thì sẽ được làm phù mỏ. Con mày phò mã. Phò mã mà nó phù mỏ mày. Nó lộn chứ bông. Nè, coi nè. Trời ơi, rồi khi chiến tranh, chiến tranh thì ông nào cũng than bệnh hoạn, mất sức, không ra trận được. Nhưng còn cái lúc này, cũng mạnh dạn lên đường, nghĩ mất cười quá hả? Cười. Sao vậy? Cười gì? Vui. Mày đúng là cái thằng ngu mà. Sao nó ở trên đời tranh lợi chẳng ai ham, chỉ có kẻ ngu si dại khờ mới dựng dưng trước địa vị công danh, mới chê gây đẹp chẳng ham bạc vàng. Nhân lực người cho kẻ bất tài, cướp công người để bước lên cao, thân biên ngang mà ham sang giàu, căm ghét người ta dâm hiếu sắc, thấy gái đẹp thì sáp đại vô. Nhưng ta là một công tử đẹp trai, giỏi võ nghệ tài năng không ai bằng. Cậu ơi, gì vậy? Là bác hồn quay à? Thấy gì không? Gì đâu? Có bóng người đang đi tới. Bây giờ nè, hai con cháu mình làm quen, đang ở trong đường. Rồi, khôn, lâu lắm mới thấy mình khôn. Phải đó. Dạ. Kính chào tam công tử. Dạ, kính chào nhị vị. Chẳng hay tam công tử đi đâu mà chân bước vội vàng. Dạ, anh em chúng tôi đến đảo Hoàng Kỳ. Đảo Hoàng Kỳ? Đảo này nó ở đâu nghe lạ quá vậy? Đó là hang ổ của loài ác điểu đó. Yeah, trời ơi, bộ tính nộp mạng hả? Chúng tôi đi diệt trừ ác điểu. Thế ra tam công tử là ba chàng dũng sĩ đi diệt trừ ác điểu à? Chúng tôi băng qua khu rừng này, đến bãi biển Quỳnh Sa rồi tìm thuyền ra đảo. Nhưng sao các công tử lại biết được là đảo Hoàng Kỳ là nơi trú ẩn của ác điểu? Dễ ợt, anh hai tôi nghe được tiếng chim nè, mọi ngày chúng kể cho nhau nghe đó, mọi chuyện ở trên đời, nên thế ta mới biết được dễ dàng thôi. Ôi thật là phi thường, phi thường. Trên đời này ít có ai như thế. Nhưng nói chơi hay nói thiệt, sao tôi nghi quá. Mới gặp nhau dối gạt làm gì. Anh ba tôi còn là một thân tiễn đó. Tài quá. Vậy là chắc các công tử cũng tài nghệ phi thường. Các em tôi đều giỏi, chẳng kém thua người. Vĩnh Thọ bắn cung, trăm phát không sai, dù bay tích trên mây. Còn Vĩnh Trung thì bơi lặn, không ai sánh kịp. Ồ, các công tử thật xinh danh các dũng sĩ tài ba. Nói thì dễ,
nhưng ai nói mà không được. Anh ba à, anh thử tài cho nhị vị công tử xem đi. Công tử hãy bắn thử quả táo này. Tiểu Hồi, dạ, lại đây. Sao không? Phiền ngươi đứng yên để quả táo trên đầu. Sao không được đâu cậu ơi? Gì mày? Đừng giỡn mặt với tử thần. Ở nhà con còn 2 vợ 35 đứa con, nuôi không nổi, xin cậu đừng giỡn. Tiểu Hồi, dạ, đứng yên để công tử trổ tài. Không được rồi, chết con cậu à. Tiểu Hồi, dạ, đừng nên cãi. Cậu, cậu ơi, thà rằng cậu bắt đầu dạy chúc cha con thành công. Gì vậy? Làm gì vậy? Đi đi. Quải quá. Dạ. Cậu ơi, mệt quá cậu ơi. Trời ơi, đi cả tháng trời mà chẳng biết có quỷ dữ ở nơi đâu. Cậu à, ta về đi cậu. Dạ. Chứ đi cái mừng này con chịu hết nổi rồi. Trời ơi, ta dẫn nhà ngươi theo để giúp ta tìm việc ác quỷ đi cứu công chúa. Không lo đi tìm mà cứ than vãn hoài à. Trời ơi, có một bà công chúa. Sao? Mà cả nhà ông làm chồng. Từ khi nhà vua truyền rao, ai cứu được công chúa thì sẽ được làm phù mỏ. Con phải phò mã. Phò mã mà nó phù mỏ mày. Nó lộn chứ bông. Nè, coi nè. Trời ơi, rồi khi chiến tranh, chiến tranh thì ông nào cũng than bệnh hoạn, mất sức, không ra trận được. Nhưng còn cái lúc này, cũng mạnh dạn lên đường, nghĩ mất cười quá. Cười. Sao vậy? Cười gì? Vui. Mày đúng là cái thằng ngu mà. Sao nó ở trên đời tranh lợi chẳng ai ham, chỉ có kẻ ngu si dại tờ mới dựng dinh trước địa vị công danh, mới chê gây đẹp chẳng ham bạc vàng. Nhân lực người cho kẻ bất tài, cướp công người để bước lên cao, thân biên ngang mà ham sang giàu, căm ghét người ta dâm hiếu sắc, thấy gái đẹp thì sát đại vô. Nhưng ta là một công tử đẹp trai, giỏi võ nghệ tài năng không ai bằng. Cậu ơi, gì vậy? Là bắt hồn ngoài à? Thấy gì không? Gì đâu? Có bóng người đang đi tới. Bây giờ nè, hai con cháu mình làm quen, đi hỏi thăm đường. Đó, khôn, lâu lắm mới thấy mình khôn. Phải đó. Dạ. Kính chào tam công tử. Dạ, kính chào nhị vị. Chẳng hay tam công tử đi đâu mà chân bước vội vàng. Dạ, anh em chúng tôi đến đảo Hoàng Kỳ. Đảo Hoàng Kỳ? Đảo này nó ở đâu nghe lạ quá vậy? Đó là hang ổ của loài ác điểu đó. Yeah, trời ơi, bộ tính nộp mạng hả? Chúng tôi đi diệt trừ ác điểu. Thế ra tam công tử là ba chàng dũng sĩ đi diệt trừ ác điểu à? Chúng tôi băng qua khu rừng này, đến bãi biển Quỳnh Sa rồi tìm thuyền ra đảo. Nhưng sao các công tử lại biết được là đảo Hoàng Kỳ là nơi trú ẩn của ác điểu? Dễ ợt, anh hai tôi nghe được tiếng chim nè, mọi ngày chúng kể cho nhau nghe đó, mọi chuyện ở trên đời, nên thế ta mới biết được dễ dàng thôi. Ôi thật là phi thường, phi thường. Trên đời này ít có ai như thế. Nhưng nói chơi hay nói thiệt? Sao tôi nghi quá. Mới gặp nhau dối gạt làm gì? Anh ba tôi còn là một thân tiễn đó. Tài quá. Vậy là chắc các công tử cũng tài nghệ phi thường. Các em tôi đều giỏi, chẳng kém thua người. Vĩnh thọ bắn cung, trăm phát không sai, dù bay tích trên mây. Còn vĩnh trung thì bơi lặn, không ai sánh kịp. Ồ, các công tử thật xứng danh các dũng sĩ tài ba. Nói thì dễ, nhưng ai nói mà không được. Anh ba à, anh thử tài cho nhị vị công tử xem đi. Công tử hãy bắn thử quả táo này. Tiểu Hồi, dạ, lại đây. Sao không? Phiền ngươi đứng yên để quả táo trên đầu. Sao không được đâu cậu ơi? Gì mày? Đừng giỡn mặt với tử thần. Ở nhà con còn 2 vợ 35 đứa con, nuôi không nổi, xin cậu đừng giỡn. Tiểu Hồi, dạ, đứng yên để công tử trổ tài. Không được rồi, chết con cậu à. Tiểu Hồi, dạ, đừng nên cãi. Cậu, cậu ơi, thà rằng cậu bắt con cúi xuống, cậu đánh trăm roi hay cậu nện con trăm búa, chớ đừng bắt con làm tấm bia người. Bởi con đây vốn còn muốn sống ở trên đời, mới hôm qua đi đường
con gặp một công tử sách cung bắn gà mà làm chết con heo. Trên đời này ai mở miệng ra cũng nói mình tài giỏi chẳng ai hơn, nhưng khi hữu sự thì chẳng làm điều chỉ ra hồn cả. Tôi lại cách ông xin để cho tôi bình yên nuôi vợ nuôi con, chớ đừng giỡn chơi trên mạng sống của con người. Ôi, nhà ngươi nhát quá thì thôi đó. Này, các anh xem con vịt trời đang bay cao vút đó. Tôi thấy gì đâu? Đó. Thật tài quá, Quá siêu. Lữ Sơn này xin bái phục. Thưa Tam công tử, tôi tên là Hà Lữ Sơn, con của phú hộ Hà Lữ Đại. Chẳng may em gái tôi là Hà Lữ Phụng bị ác điểu cướp đi. Vì thương em lên đường trừ ác điểu, cứu em mình cho gia đình đoàn tụ. Xin cho tôi được kết bạn thâm tình và tháp tùng cùng Tam công tử được không? Chúng tôi rất hân hạnh có thêm được người bạn mới. Dạ. Ok. Ta thoáng nghe văn vẳng ở gần đây tiếng khóc than thảm thiết. Các em tìm xem, biết đâu người ta cần sự giúp đỡ. Ta cùng đi. Đúng, ta cùng đi. Đi. Tôi đi nữa. Trời ơi, sao con tôi như vậy nè? Con ơi là con ơi, con. Trời ơi, con tôi chết rồi. Con ơi là con, các anh hãy cứu con tôi. Thì ra con của bà bị bệnh. Anh hai, hãy cứu cô ấy đi anh hai. Không sao đâu, để tôi chữa cho. Đi coi coi. Cô ấy bị cảm sốt nên mê sảng, chứ có tà ma gì đâu mà cúng tế. Nè, bà cho cô ấy ngậm quần thuốc này nè, và sai người tìm lá rừng về xong là khỏi ngay. Thầy ơi, tôi chỉ còn một đứa con nay nó lâm sơn bệnh nặng. Nếu nó có mệnh hệ chi, chắc tôi không sống nổi trên đời. Sự nhờ thầy nay được thầy ra tay cứu mạng ơn nghĩa này, tôi nguyện đi nhớ thiên thu. Thầy ơi, xin thầy cho biết quý tánh cao danh để sau này tiễn bề đám tạ. Tôi chỉ có mấy lời chân thành thô thiển, có lẽ dạ chẳng hay thầy đây là đệ tử ruột của thần y á. Ôi, nhà tôi quả thật là đại phúc đại phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chẳng hay các vị đây là năm chàng dũng sĩ tài ba đi diệt quỷ dữ ở đảo Hoàng Kỳ, ngang qua đây thấy gia quyến hữu sự nên ghé vào, không ngờ lại giúp được cho gia chủ. Dạ xin cho biết quý danh ạ. Con là Vĩnh Trung dân chài. Dạ con tên là Vĩnh Thọ, anh của Vĩnh Trung, con làm thợ săn. Dạ con là Lữ Sơn. Con là đại sư huynh Tiểu Hồi, gia nhân ruột của Lữ Sơn. Dạ còn con là Vĩnh Thảo, làm nghề thầy thuốc. Các vị định đến đó bằng gì? Dạ chúng con định thuê thuyền để đi đến đảo Hoàng Kỳ. Dạ thưa bà, ở đây có ai cho mướn thuyền không? Thưa lão bà, thuyền thì chẳng có ai mướn, nhưng các vị yên tâm, chuyện đó lão sẽ lo. Mời các công tử nán lại đôi ngày, sẽ có đủ thuyền to và gạo nước để lên đường vượt biển đến đảo xa. Dạ xin đa tạ, chẳng quên nghĩa ân này nguyện khắc cốt ghi sâu. Chính tôi mới là người phải mang ơn, việc cứu con tôi cao rộng tự biển trời, kiếp kiếp đời đời không thể nào quên. May quá may quá, cô ấy tỉnh lại rồi. Con tôi đã tỉnh lại rồi. Thu Trang, đây là ân nhân đã cứu mạng con đó. Dạ xin đa tạ ân nhân. Không có chi, cô nương cứ tự nhiên. Dạ xin mời liệt vị vào trong nghỉ ngơi. Vâng, ta đi các em. Đi. Thu Trang, con thấy mình thế nào? Mẹ ơi, con rất bình thường, như chẳng có bệnh hoạn gì. Ui, đúng là thần y thần dược. Thôi con vào trong thay đổi xi mi, vì nhà ta có khách quý đó. Tiểu Hồi. Dạ cậu gọi con. Nhỏ nhỏ mày. Dạ. Biểu nè.
Nhà ngươi cầm thơ này về Gia Trang bảo cha ta dẫn 20 gia nhân giỏi võ lại đây nha. Gì vậy cậu? Tao biểu mày nhỏ, sao mày nói lớn mày vậy mày? Mày biết chi không? Cướp Gia Trang đêm nay và giết ba thằng quỷ đó. Trời ơi! Đấy, chi? Trời ơi, xui ơi! Nhỏ nhỏ cậu. Gì vậy? Không đủ đâu. Sao vậy? Làm gì ác nhân ác đức quá vậy cậu? Mình mới kết bạn với người ta mà. Im! Cuộc đời mày giờ chỉ có hai con đường. Một là đi, hay là chết. Mày muốn chọn con đường nào mày chọn? Chết! Đi! Đi! Trong rừng không có đến hai chúa sưng lắm. Công chúa không thể có bốn chồng. Nhưng còn tên thầy thuốc, ta phải bắt sống lấy nó để nó dẫn đường chừng. Chỉ có ta, ta là người cứu công chúa. Ta sẽ là phò mã, ta sẽ là vua, là hoàng đế. Không, không có kẻ nào xen vào chuyện của ta. Không có kẻ nào xen vào việc của ta. Bọn bay phải chết. Bọn bay phải chết hết. Đêm dần soi xuống sông tiếng hồng, mơ về quê hương nhớ thương cha già lắm cùng thân đơn thân năm đời chờ. Mong đàn con lập nên công lớn cứu đời an dân. Cha già ân nhân có điều chi lo nghĩ mà đến giờ này vẫn chưa ăn giấc. Cô nương, tôi rất mừng là sức khỏe của cô nương đã bình phục. Đó là nhờ ân nhân hết lòng cứu chữa, cảm ơn này vạn thọ khó quên. Ồ, việc chữa bệnh đó là bổn phận của người làm thầy thuốc mà. Ân nhân. Nghĩa ân này luôn khắc ghi tấm lòng cha người quân tôi, giữa cánh hoa giữa thác đèn cháy cánh hoa thân sắc màu thuộc về người người ơi. Nghĩa ân này chẳng đáng chi, cứu người là điều phải lẽ, chớ nói cầu nghĩa ân tình, chứ đức ân chỉ thêm mình đừng bằng lòng. Lòng giả kẻ này chi xiết mừng vui, biết nói sau đây cho vừa cho vẹn. Nhưng kiếp năm nghĩ đời chưa định,
chưa biết nơi đâu là bến nào bờ. Cũng chưa trao ai lời ước hẹn bao giờ. Dâng lời cha tôi lên đường tìm ác điều, giết diệt lũ quỷ hung tàn cứu hòa cho thế nhân. Cô nương ơi, hôm nay tại Bạch Gia Trang tôi tạm dừng chân rồi rạng sáng lại lên đường hành hiệp. Chúc cô nương suốt đời vui hạnh phúc như đóa hoa hồng khoe sắc giữa ngày xuân. Dùng sỏi đá là viên nước trong trên vùng sa mạc khô cằn. Cô nương ơi, biết có được tình nhớ kết nghĩa châu trần. Tình yêu không thể đến trong một ngày một buổi, nhưng cũng có những mối tình chỉ gặp gỡ một lần mà mối tơ loan. Xin hãy đợi chờ có một ngày tôi trở lại. Nếu đã yêu nhau thì thời gian cánh hoa chỉ thử thách cho tình đậm duyên sâu để thương nhớ thêm. Mai cách xa người ơi, ôi lời sao xuân ơi qua hỡi, qua nói lên dùm tôi câu kết nhau dài lâu. Người ơi đi nơi phương xa, lòng tôi yêu đến nay. Vẫn đâu đây tiếng gà ốc gái phút tiễn đưa đêm ngắn tình dài. Những hộ thân nhà hoa bạch linh trai kỳ vật để làm tình. Thời gian ngắn biết bao tình chuyện của đôi mình như giấc chiêm bao. Dĩnh Thảo, Thu Trang, em gia nhân hãy bắt tên này cho ta. Gian tặc, gian tặc. Hai Thu Trang chơi Thảo đâu? Bị bọn cướp bắt đi rồi. Ta đuổi theo. Thưa nhị chị, bọn cướp đã bắt người lớn ngay xuống thuyền và căng bờm ra biển. Trời ơi, Thu Trang, Thu Trang ngon. Thưa ba mẫu, thưa ba mẫu, thuyền ba mẫu ở dưới bến. Thuyền tôi đã chuẩn bị xong thì bọn cướp đã lấy đi lúc nãy. Trời ơi, rồi làm sao cứu anh Vĩnh Thảo để hướng dẫn ta đi bây giờ? Để em bơi theo thuyền. Thôi, thôi,
Em bơi, còn anh thì sao đây? Nhưng có chắc bơi kịp không? Trong khi gió to và thuận buồm như vậy, có chắc hay không? Thưa ba mẫu có chiếc thuyền con nào không hả ba mẫu? Thuyền con thì thiếu gì, nhưng vượt biển khơi bằng thuyền con sao được? Dạ bác hãy tin con, anh Vĩnh Thọ, ta đi thôi. Bẩm lệnh bà. Không, đừng đến gần ta, đừng đến gần ta. Bẩm lệnh bà, ở đây chỉ có con là đứa nô tỳ đang hầu hạ lệnh bà, mời bà lót lòng bằng những quả trứng thơm ngon. Không, tôi không ăn gì cả. Bà cần phải ăn để sống. Trong ngày mai, cha ta sẽ cử quân đến đây trừ loài ác quỷ. Bẩm lệnh bà, đây là một hòn đảo giữa biển khơi, chưa ai biết tới. Thì dù có tướng mạnh binh hùng, thì cũng không đến đây được để cứu lệnh bà. Hơn nữa, thằng Điểu lại có rất nhiều phép lạ. Trời ơi, chắc ta bị bỏ xác ở nơi này. Đã ba ngày, thằng Điểu cứ quanh quẩn bên lệnh bà. Hôm nay, ngài thèm thịt người nên đã bay đi môi tim về đánh chém. Lệnh bà hãy thương con, hãy ăn những quả này để lấy sức lại. Lệnh bà đã quá tiều tụy rồi. Em cứ để đó cho ta. Này em, vì sao em bị bắt đến nơi đây? Em có họ hàng thân tộc gì không? Lệnh bà ơi, tôi mong có ngày anh chiêu dương rồi tan dần mây oan để khỏi cảnh ngục tù. Cho chim lòng cá chào tìm khung trời rộng bao la nối lại tình thương xa vắng để chàng trai được nhìn mặt người yêu cuối neo chân trời. Người nhớ thương tôi mà ngày đợi đêm chờ, kẻ chân mây người góc biển biết đến bao giờ gặp lại nhau đây. Lệnh bà ơi, nếu tôi không thoát được, lệnh bà cứ gặp lại người con trai nào thất thiểu nhớ thương ai. Lệnh bà nói rằng nên tìm người vui bên cầu xương tim cỏ, chắc tôi sẽ dính bị cố nhân rồi. Về, lệnh bà hãy lau ngấn lệ. Mỹ nhân của ta đây rồi, mỹ nhân không, không được đụng đến ta đồ yêu quái tinh thôi. Mỹ nhân ơi, ta yêu nạt lắm, hãy đến với ta, hãy ưng thuận làm vợ ta đi, mỹ nhân ơi. Ta thà chết chứ không bao giờ chịu sống với tên yêu quái ông ta. Nếu đụng đến thân ta, ta sẽ đập đầu tự sát. Hãy thả ta ra, trả ta về dưới biển. Nếu ngoài có ngại lời, cha ta đem binh hùng ta sát lũ bay. Ta vốn là quả đen, tu luyện ngàn năm, được đoá kiếp trở thành thần điểu quả. Ta là vua các loài chim quả. Tuy mang hình hài vốn biết, nhưng ta cũng có trái tim rực lửa biết yêu đương. Đứng lại! Nếu không, ta sẽ cắn lưỡi! Khoan! Cho vũ uy nghe sinh, hãy sống cùng bà ta. Nếu muốn điều chi, ta cũng tuân hành. Kể từ lúc gặp nạn, lòng mạng của ta có lắm nỗi thay. Mơ ước cận kề, ngày đêm bên người giống. Một phút mới không rời, và được sống chung tối giá chừng chanh. Trong tình nghĩa vô lê. Ngươi đừng ước mơ quyền bắt, vì công chúa như ta không thể làm vợ đi. Chết còn hơn sống với lũ bay. Nếu tiến tới gần, ta sẽ tự liều thân. Đừng nhắc dội, ta thương nàng vô hạn. Hãy sống nàng ơi, ta yêu nàng thật sự muốn kết tình chọc vợ. Ta nói sao trước một lời, đừng hòng lai chuyện. Nếu nàng bằng lòng làm vợ của ta, thì một tuần sau, ta sẽ đưa nàng về cung nội gặp lại phụ dương.
vì vô số lễ vật của đảo Hoàng Kỳ. Chắc nàng cũng biết tính nó chịu nổi à. Được rồi, hãy nhìn vào vách đá, qua tâm thiên lý kính, nàng sẽ thấy được những gì cần biết. Con ơi con ơi, bây giờ con đang ở tận chốn phương, nào nước mắt dâng chào cha đang nhớ thương con, tóc trắng như bông lòng già em, không biết làm sao tìm được con thờ, ai cứu được đêm về ta chia nở gian sang, dù kẻ đó là quan quyền hay hàng tư dân. Ta cho nàng có thời giờ suy nghĩ, vì đối với nàng, ta không muốn bị xem là kẻ thô lỗ cọc cằn, vì lòng ta yêu nàng tha thiết. Đây, nàng an tâm yên nghỉ đi, ta sẽ trở lại. Ôi thương nhớ mẹ cha, biết làm sao thoát khỏi nơi này, biết làm sao giữ vẹn tiên sinh. Hãy chờ đợi đấy, ta đi cứu công chúa cái đã. Công chúa, công chúa! Hả? Người là ai? Tôi là đại hiệp sĩ Lữ Sơn, đến đây giải cứu công chúa, mau theo tôi. Sao? Cháu sĩ đến cứu tôi à? Ta phải đi ngay, thuyền đã đậu chờ ngoài bãi biển, đi. Tên kia! Từ đâu tới đây nạt mạng? Ta đến đây để giết mi. Thằng nhảy lên, hãy xem quả pháp của ta. Nàng thấy chưa, không ai có đủ tài năng để giải cứu nàng đâu. Đáng lẽ ta phải giết chết trên những tên ngu ngốc vừa rồi, nhưng vì nàng, ta đã tha cho bọn nó. Và ta hứa kể từ đây sẽ không giết người để xứng đáng với tình yêu của nàng. Giờ đây ta sẽ đích thân đi tới đảo xa kia tìm những loài hoa quả quý nhất
đem về cho nàng dùng, và hai những đoá hoa đẹp nhất để nàng trang điểm phòng hoa. Ta đi đây nàng ghé. Không hy vọng gì ai cứu được ta, giờ chỉ còn có chết thì giữ dạng tâm thân ngà ngọc. Phụ vương ơi, một lại này con vĩnh biệt, từ đây chia cách đôi đàn, trở lại dương trần con về dưới âm cung. Chỉ có một đường liều thân để bảo toàn hai chữ thiết chân. Ôi số phận đã cho biết quý danh. Tình thế rất khẩn trương, mời công nương hãy cất bước. Ân nhân, ta đi. Công chúa cứ đi, tôi ở lại trừ ác quỷ để giữ an dân lành. Ân nhân ơi, đừng có hoài công vô ích, vì người chỉ có một mình. Lúc nãy có một số người đến đây giải cứu, bị ác quỷ nhốt vào trong hang. Những người ấy ở đâu? Để tôi cứu họ. Kìa, ở trong kia kìa. Ai trong đó? Ai chưa ra? À, bọn Lữ Sơn thuộc hạ. Ảnh kia kìa, ảnh còn sống nguyên à, xin tha cho em đi. Ủa kìa, Vĩnh Trung em. Kìa anh Vĩnh Thảo. Em còn Vĩnh Thọ đâu? Hả? Khi anh bị bắt, hai em xuôi thuyền đuổi theo. Khi gần sát kịp á, thì bóng dòng tô từ đầu nổi lên, làm nghiêng ngã xuồng em. Tụi em cố sức mà bơi, nhưng xuồng bị lật tụi em chìm xuống vực. Em mới bơi vô bờ, cứ anh Thọ được an toàn. Vào đến bờ đảo đó, nhưng mà sức anh ấy kiệt vì uống một bụng nước no nê, còn thấm mệt cho nên em để nằm lại ở gốc cây ngoài kia kìa. Ân nhân ơi, ta kiếp lên đường, kẻ ác quỷ trở lại thì nguy cho tất cả. Không sao, bây giờ công chúa cứ xuống thuyền mà chờ đợi, chúng tôi diệt ác quỷ rồi cùng về hoàng cung. Các ngài ơi, ác quỷ nó khỏe mạnh và tài phép, nhưng nó có một nhược điểm là ai bắn vào mắt trái nó sẽ vong mạng. Nhưng mà phải bắn thật nhanh và đợi lúc nó dùng hết cường lực, mắt nó mở to ra, bắn nó mới chết. Chứ thường ngày nó chỉ hí hí đôi mắt mà thôi. Chỉ có Vĩnh Thọ mới làm được điều này. Được rồi, để anh đi cứu Thọ. Anh có sẵn chai linh dược đây. Để tôi đưa công chúa xuống thuyền. Tiểu Hồi, đưa công chúa xuống thuyền. Tôi đi cứu Vĩnh Thọ. Tất cả ở lại đây. Trời ơi, chết tôi rồi. Lần này chắc nó không tha rồi. Kìa, anh làm sao vậy? Anh đã từng bắt anh tôi dẫn đường để đi diệt ác quỷ kia mà. Nhưng rồi không đánh lại, chút xíu nữa là toi mạng rồi. Rồi rồi rồi, nó tới. Lữ Sơn, anh hèn nhát quá vậy, hãy quay lại cùng tôi chiến đấu. Nhà tao có cái nhiều nhất quá. Ủa, công chúa đâu rồi? Công chúa đâu rồi? Ta đã cứu đi rồi. Hỏi tên ác quỷ tanh hôi, Mỹ đã đến hồi tận diệt rồi. Tên to dại, chắc là Mỹ chưa nghe danh. Thần điều chính là ta. Dù Mỹ là thánh, là thần, hay là quái quỷ, ta đây cũng quyết đầu để giải quả cho dân. Chỉ cần ta muốn con tay là Mỹ không còn tất mạng. Xem đây là phép thuật của ta. Cố sức lên Vĩnh Trung, để ta thả tiền tấn vào mặt ác quỷ. Hỡi lũ người thánh thiện, ta tù chúng bay. Ta chết, nhưng công chúa cũng không còn. Bão biển, hãy nổi lên. Vĩnh Thọ, Vĩnh Trung, Lữ Sơn cứu thuyền đưa công chúa đi rồi. Kia,
thì công chúa nó bị cơn bão nhấn chìm. Trời ơi, em phải đi cứu công chúa mới được. Vĩnh Trung, Vĩnh Trung. À, Vĩnh Trung đã cứu được công chúa rồi. Anh Vĩnh Thảo, Vĩnh Thọ, công chúa đã... Sao? Hả? Đã tắt thở rồi. Lắm. Anh Thảo, anh là thần y, anh hãy cứu công chúa đi. Được rồi, ta sẽ cho công chúa ngậm liều thuốc này. Đó, đó, các em nhìn xem, công chúa đã tỉnh rồi. Kìa, các người là ai? Ba anh em chúng tôi đến đây để cứu nàng. À, ta nhớ rồi, ân nhân là... Anh ta là Vĩnh Thảo, thần y đã cứu sống công chúa khi nàng tắt thở đó. Còn người này... là Vĩnh Thọ, có công giết chết ác điệu để cứu công chúa đó. Còn ân nhân... À, tôi hồi nãy... ta nhớ rồi, chính người đã kịp bồng ta khi ta chìm xuống đáy biển. Ba người đều có công cứu ta, như vậy ai sẽ là phò mã? Trăng giường thượng quyển bên lầu nguyệt, thơ thẩn mình ta nhớ dáng ai. Công nương hỡi ơi, công nương hỡi, ta đã yêu nàng, yêu đắm say. Kìa, anh Vĩnh Trung, làm gì mà thẫn thờ như kẻ mất hồn vậy ông bạn? Tôi đang gửi hồn theo cánh chim bay. À, anh Vĩnh Trung à. Nó không phải khen anh nha, tài năng của anh á, tôi chưa thấy ai sánh bằng hết. Giữa biển bao la trong cơn bão tố mà anh đã tìm cứu được tôi, thật là cái chuyện khó tin nhưng mà có thật. À, hình như công chúa đã chìm xuống biển sâu phải không anh? Dân, nàng đã chìm xuống biển sâu, nhưng mà tôi đã vớt được nàng lên. Rất tiếc là công chúa lúc ấy đã tắt thở rồi. Trời ơi, công chúa tắt thở, thế là mộng ngước đã tiêu tan. Rất ơi, tội nghiệp thay, một vì công chúa một cánh hoa sớm vội héo tàn. Ủa, sao anh lại khóc? Tôi khóc vì tôi tiếc thương công chúa chẳng sao bạc thật. Tuổi xuân phơi phới sớm vội ly trần, nhưng nàng có chết đâu mà anh khóc anh than. Vĩnh Trung nói sao? Công chúa đã sống lại vì có người cứu mạng. Nhưng người đó là ai? Anh hai của tôi. Vĩnh Thảo đã cứu công chúa sống lại rồi à? Vĩnh Thảo quả là thần y. Nhưng hiện giờ công chúa thế nào? Khỏe chưa? Có ăn uống gì không? Đang ở đâu? Nàng đã bình phục, và ngày mai này đức vua sẽ phán lệnh truyền ai sẽ là phò mã. Đây là công lao của Vĩnh Trung. Dứt khoát ngôi phò mã phải là của Vĩnh Trung, không ai có quyền tranh giành dù kẻ đó là ai. Nhưng hai anh của tôi đã quyết làm phò mã từ khi về triều. Các anh của em ai cũng hy vọng được làm phò mã chôn cung di. Ai cũng nghĩ rằng mình có công to trong việc cứu công nương thoát khỏi tử thần dư vẹn đời qua, nên thù ghét lẫn nhau, kể lễ công lao quán hận ganh tị. Mới hôm qua ở trước sân rồng đổ máu hồng, không còn gì là tình nghĩa đầy huynh tôi một nhà nào hơn. Mấy hôm nay tôi sâu một vô cùng, muốn về quê để khỏi thấy cảnh đau lòng, nhưng sợ cha già biết sự thật nên đành phải lặng thinh. Nè, công của ai thì người đó hưởng. Vĩnh Trung phải là chồng của công chúa chứ. Thôi, tôi có việc phải đi, tùy anh nhé. Ôi, chỉ một lần gặp gỡ mà lòng ta sao xuyên. Đêm đêm mơ những giấc mộng tuyệt vời. Cao xanh ơi, ông nở cây chi chẳng leo leo.
nương chớ giàu hiểu lầm, khiến cho tôi thêm đau xót trong lòng. Nhưng chính mẹ người vừa mới trách hờn ta. Xin công chúa chớ nói ra những lời cay đắng. Dù thế nào, giờ đây tôi với nàng cũng trở thành xa lạ. Tôi chỉ cầu mong nàng là chị dâu tôi, và cầu mong sao cho anh Vĩnh Thảo, Vĩnh Thọ yêu thương nhau. Ta biết người cũng muốn làm phò mã, nhưng ta thì chỉ có một mà thôi. Tôi chỉ cầu mong sao công chúa giải bài cặn kẽ, để hai anh tôi hiểu ra và thương mến lẫn nhau. Tôi có cách này. Đội ơn công chúa, xin cho biết cách gì. Để cho vẹn vẽ đôi đường, tôi sẽ cùng tráng sĩ trốn đi. Công nương ơi, tôi là một người có óc có tim, đã đọc sách thánh hiền, giữ tròn nhân nghĩa, lòng sáng dạ trong, hiểu rõ câu huynh đệ như thủ tốt. Xin công nương đừng bắt tôi phải lỗi đạo với anh mình. Sao lại có kẻ da trắng mặt quá mà tấm lòng như rắn độc. Tôi hối hận chót yêu nàng, xin vĩnh biệt từ đây. Tráng sĩ ơi, xin hãy dừng chân để nghe em phân tò. Tuy sống giữa địa ngục cũng so, nhưng tấm lòng người con gái vẫn sáng trong như ánh trăng rằm. Sĩ ơi, chẳng qua là thiết tử lòng già, xem ai đó chắc lòng thật giả, hay vì lời danh làm tôi lương chi. Và giờ đây là ngọ trắng đen, xin ai đó đừng hờn đừng giận. Chàng là người dèn tròn tài đức, khiến lòng tiếp đây kính phục tôn thờ. Công nương ơi, nếu những lời công nương vừa thốt là tiếng nói từ đáy lòng, thì còn gì đáng quý hơn. Công nương ơi, tôi chẳng dám coi mình tài đức dèn tròn, cũng mây mặn tâm hồn trước một mỹ nhân, cũng ao ước được sống cao sang, cũng căm phận phường giảng mắt mất nghĩa, nhưng không thể vì tình duyên gì ích kế gì dục vọng cuồng nồng mà để cho để tương tàn. Xin cảm ơn nàng đã rõ thấu lòng tôi, bao nhiêu đó cũng làm cho kẻ này. Rồng phố dương chưa biết sẽ truyền ngôi phò mã cho ai. Công chúa hiểu đó là điều quý lắm rồi. Đó 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 công chúa kìa, vô đi vô đi. Thưa công chúa, thân lai biến thọ xin chúc mừng công chúa đã bình phục. Ân nhân hay bình thân, chàng là một người bắn cung giỏi nhất thế gian, chiến công của chàng phụ dương luôn nhắc đến. Đó thấy chưa, hy vọng tràn trề rồi. Công chúa ngợi khen, mai đây thần nguyện đem hết lòng vì non sông xã tắc, sẵn sàng lao đầu vào dầu sôi lửa bỏng để làm đẹp lòng đức vua và công chúa. Đúng là lời lẽ và đức tính của bậc anh tài. Xin công chúa cho phép thần lui gót. Tráng sĩ ở lại đây, ta muốn nghe tráng sĩ kể về tâm trạng của mình trong việc diệt trừ ác quỷ. Thưa công chúa, thần chẳng có gì để kể, vả lại thần có việc phải đi ngay. Thôi được, tráng sĩ cứ tự nhiên. Còn tráng sĩ, ta muốn nghe tráng sĩ kể lại công trạng vừa rồi. Thần rất ngại tự ca ngợi chuyện mình, xin công chúa cho phép anh Lữ Sơn kể lại. Tráng sĩ quá khiêm nhường, thôi cũng được. Bẩm công nương, thần xin phép được thuật lại tường tận đuôi đầu. Trên bước đường đến đảo xa, trừ ác điều giải nạn cho dân lành. Chúng
thần đã vượt qua bao nhiêu khó nhọc, thô thấm hào sâu cạn tay văn này, răng rít một teo thu giữ chặt được, nếu sợi hoặc kém tài thì sinh mạng khó im. Nhưng nhờ có anh Vĩnh Thọ, chỉ một mũi tên mà hạ nhục thu giữ gục đầu, tên quỷ mà cũng phải kiếp chia linh hồn, xưng danh anh hùng để giúp thế gian. Và nhất là sau khi vào hạ ác quỷ, chính công chúa đã thấy tận tường ác quỷ có đủ phép thuật thần thông, hộ phong quan vũ biên qua tinh tường, nhưng gặp trang sĩ đây cũng không còn tính mạng, mũi tên ghim kết liễu cuộc đời. Tráng sĩ đây ráng bực anh tài, chắc hiện giờ đã có chỗ có nơi. Thưa công nương, thật xin tỏ thật, vì đời trai dễ dùng ngang dòng, cần phải giúp đời nở nay đây mai đó, nên đến giờ này vẫn nuôi chí phòng không. Chưa thỏa chí tan mộng, nên tráng sĩ vẫn sống cô đơn. Người đẹp trai trẻ tuổi lại có tài, mà sống lạnh lùng thương lắm ông. Kìa, anh Vĩnh Thọ, em tìm anh khắp nơi à. À, chào cô Ngọc Lan, sao cô lại đến đây? Nhà vua cho mời Bắc Năm về kinh ban thưởng, vì người đã có công sinh ra những người con tài giỏi. Bắc Năm kêu em đi theo anh đó. Tráng sĩ, dạ. Người này là ai? À, thưa công chúa, đây là em nuôi. Là em nuôi của tráng sĩ à? Dạ, thần là Ngọc Lan, sinh ra Bắc công nương. Ngọc Lan hãy đứng lên, được làm em nuôi của những tráng sĩ tài ba, thật là hưởng phúc và danh dự. Có được đứa em nuôi thùy mỹ và xinh đẹp như thế này, chắc tráng sĩ thương yêu nhiều lắm. Có phải vậy không tráng sĩ? Dạ, dạ cũng yêu thương, nhưng... Nhưng sao? Nhưng có lúc có nơi, nhất là lúc còn bé nhỏ. Còn bây giờ thì hết thương à? Hết thương rồi, lớn lên thì phải theo chồng, mà có chồng thì để cho chồng thương. Kìa, anh Vĩnh Thọ, trước mặt mọi người phải tỏ vẻ đàng hoàng. Về đi. Kìa, tráng sĩ, sao tráng sĩ có thái độ không vui khi gặp lại đứa em nuôi? Vì nó vô lễ, nó khó ưa. Trời ơi, tôi vừa nghe những lời kinh tôn, lớn lễ trọng, buồn rùng cả chân tay. Tôi vượt đường xa đến đây để được vui dày xuân một cùng ai, nào ngờ phải chứng kiến cảnh đắng cay sầu thầm. Nếu có thương thì im hơi lặng tiếng, thì đời đời tôi không thể quên ơn. Hình như người có chuyện gì trắc ẩn, nên buông lời bóng gió gần xa. Dạ không, không có gì cả, không có gì cả. Hình như ta nghe nàng trách ai phản bội. Dạ có, em gái hạ thần có yêu một chàng trai mà người ấy phản bội, hoặc vì nó phản bội nên thần năn nỉ. Có đúng thế không Ngọc Lan? Dạ phải, tôi đã yêu lầm tên phản bội nhân tình. Từ xa lặng lội đến kinh thành tìm thăm, từ gặp nhau tay bắt mặt mừng, tâm sự đổi trao hạnh phúc ngập tràn. Nào ngờ đâu người ta đổi già, hờ hững lạnh lùng quanh mắt là để cho tôi khổ đau. Lòng người xót đắng nhiều, thấy lỡ quên ngay thăm đó bỏ đắng. Lời thề ngày xưa còn vâng vâng, nhưng nơi tìm người ta đã xóa đi. Có phải chẳng vì bạc vàng đánh dòng, mà người ta ở đây là tiêu,
ở đây là nguy hiểm lắm. Dạ, xin phép công chúa cho kẻ hạ thần được cáo lui. Công chúa ơi, mọi việc đều có hoàn cảnh riêng của nó. Việc ngang trái phủ vàng là do thiên định, chứ đâu phải do người ta ham vợ giàu, vợ đẹp, vợ cao sang. Chuyện đã quá hãy để nó chìm vào dĩ vãng, nhắc làm chỉ càng đau khổ thêm. Muốn yên thân, muốn tranh lũy phiền, hãy tức tốc trở về quê cũ. Trời, trời ơi, chị hãy bình tâm. Trời ơi, có ai đâu hiểu lòng tôi, bởi trọn niềm tin đến giờ này ôm hận. Người ta đổi trắng thay đen, xóa lời thề hẹn, vì bóng sắc giấy nhân và quyền quý danh vọng mà vội quên đi người bạn cũ quê nghèo. Còn sống chỉ để tình nghĩa lớn, thà mượn cái chết rồi chôn cuộc sống, để không còn nhìn thấy cảnh cay mắt trái ta. Trên đời này tội tình kia mà chị vợ quyên sinh vừa chốn đời xuống sắc, chị phải sống để nhìn rõ mặt kẻ bạc tình. Công nương ơi, em không còn muốn sống, nguồn an ủi trong đời bị đánh mất đi thì còn sống làm chi được. Em phải nghe chị vào cung an nghỉ, chị đã hiểu hết mọi việc. Cung nữ đưa Ngọc Lan về phòng ta săn sóc. Kìa tráng sĩ, làm gì mà tráng sĩ lo âu bối rối như thế? Tôi hỏi thật nè, Ngọc Lan là gì của tráng sĩ? Nó chỉ là đứa em nuôi của tôi. Theo tôi suy xét thì Ngọc Lan và tráng sĩ có thời gian có mối quan hệ riêng tư. Đừng giấu giếm, đừng để người ta phải đau khổ vì mình. Tôi mong tráng sĩ hãy suy nghĩ lại. Ngọc Lan thỉnh thoảng hay nổi cơn điên, xin công chúa đừng nghe lời của nó. Ta có đủ trí khôn để phân biệt thật hư chân giả. Chào tráng sĩ. Trời ơi, tức chết đi. Chỉ tại con đứa này làm đặt số cho ta, phải làm cách nào để bịt miệng nó. Trời ơi, khổ ơi là khổ, hỏng tất cả rồi. Vĩnh Thọ, tại sao em nỡ làm điều sằng bậy, gây nên bao cảnh đắng cay khổ sở cho Ngọc Lan? Sao cứ mãi chối quanh, không dám đứng ra nhận nhận mình là người yêu đã từng thời hẹn với Ngọc Lan chứ? Em là một thằng chẳng giữ vẹn chữ thủy chung, phản bội ai tình gieo khổ lì ta. Anh dạy tôi bằng tấm lòng chân thật, hay anh muốn khui ra để làm phò má triều ca? Thôi câm mồm lại. Anh nên nhớ, anh cũng có thu trang. Mày không được quyền làm khổ Ngọc Lan, không được phản bội Ngọc Lan. Còn anh đối với Thu Trang thế nào? Anh cũng muốn làm phò mã mà. Ê, mày dám trả trèo với tao hả? Không có cha ở đây quyền huynh thế phụ như mày, nghe lời tao nha. Anh nói đúng thì tôi nghe. Anh cũng ham phò mã, sao lại trách tôi? Yên, nếu không được trách tao, anh sẽ làm gì tôi chứ? Anh cũng vậy thì làm sao dạy dỗ được tôi? Tôi yêu công chúa nè, tôi không dám nhận Ngọc Lan là người yêu cũ. Thì anh cũng muốn làm phò mã, cũng phản bội chị Thu Trang.
vậy thì ai hơn ai, ai đáng trách hơn ai chứ hả? Phải không? Tao giết mày, tao giết mày. Xin lỗi, võ nghệ của anh không bằng tôi đâu. Được, võ nghệ không bằng mày, nhưng mà tao ăn thua lũ với mày. Vĩnh Thỏ, các anh ơi xin dừng tay nghe em phân tỏ, có còn nhớ chăng buổi tiễn đưa lời cha dạy dỗ, sao chẳng thương nhau lại còn ghi gỗ, xin chớ quên câu tiền nhân nói rằng tay cắt tay sao nở ruột cắt ruột sao đành. Đừng vì ngôi vị cao sang mà câu sẽ tranh giành, đừng vì mong sắc mỹ nhân mà u mê mù quáng, anh em ruột già phải hết lòng đùm bọc thương yêu. Có câu máu chảy ruột mềm, một con ngựa đau cả tàu không ăn cò. Em khuyên hai anh hãy nghĩ suy, chẳng kẻ đừng có quán thù nhau mà miệng thế chê cười. Ê, mắc mớ gì mà mày chen vào hả? Anh Vĩnh Thọ à, hay là ta nhường cho anh hai làm phò mã đi. Sao mày không nói nhường cho mày đi, có dễ nghe không? Anh hai có công cán gì, có công cán gì chứ? Tao cải tử hoàng sinh cho công chúa, chứ thằng Vĩnh Trung có công gì? Cả triều thần chưa ai nhắc tới nó mà. Thằng này giả dối thật, nó si mê công chúa mà đổ cho tụi mình. Chính nó đã tò tí với công chúa chứ ai. Hả? Ai nói chuyện đó? Chính tôi thấy tận mắt, cả Lữ Sơn cũng thấy nữa. Trời ơi, các anh đừng có nói thế, tội em lắm. Tao không ngờ lòng dạ mày đen tối, mà miệng mày thì luôn luôn nói nghĩa nói nhân. Mày không xứng đáng là em của tao nữa. Kể từ đây dứt tình vấn đề, đường ai nay đi, lỗi ai nay bước. Tôi cũng vậy, kể từ nay tôi cũng đoạn tình với thằng em bất nghĩa. Các anh điên hết rồi. Tôi phải đi tìm cha để nói lên sự thật mới được. Đồ thằng em trời đánh, đã xấu họ bỏ đi rồi, vậy hai ta phải thương thảo với nhau. Nếu tao được làm phò mã đương triều, sẽ tâu vua phong mày chức quan lớn. Còn nếu tôi được làm rể của vua, sẽ chia cho anh nửa giang sàn. Hay tao chia cho mày nửa giang sàn, còn phần kia và công chúa để cho tao ha. Anh qua khung nhưng tôi chẳng giải khờ, cách tốt nhất là tỉ thí với nhau. Đừng làm như thế không nên, thiên hạ sẽ chê cười. Em tính cách khác đi. Không còn cách khác. Chào anh. À, ai bắt ta? Thích khách, thích khách, thích khách. Vĩnh Trung giết anh, Vĩnh Trung giết anh. Bố người ta có thích khách, có thích khách. Con ơi, ai đã hại con? Hoàng hôn gia lương. Đàm Miên Lệ, hãy bình thân, hãy bình thân. Trời ơi, sao lại xảy ra cơ sự này? Ai đã thích khách ân nhân, ai bày mưu ám hại? Dạ muôn tâu chính thằng. Ê, ai đã hại anh tôi? Ai đã hại anh tôi? Tên khốn kiếp, mày đến đây làm gì nữa? Chính mày đã. Muôn tâu bệ hạ, chính Vĩnh Trung muốn chiếm ngôi phò mã nên đã giết hại anh để đoạt lấy kỳ công. Trời ơi, lẽ đâu sự thật như vậy sao? Dạ thưa cha, đúng vậy. Áo này nó đã mặc. Không không không, tôi chẳng bao giờ coi sâu với anh mình. Đừng chối cãi, chính mày vì muốn làm phò mã mà đã xuống tay. Xin anh đừng nghĩ quấy cho em. Ôi, đau quá, đưa tôi về phòng lấy thuốc mau. Quân, đưa hai tráng sĩ về phòng ngự y săn sóc. Quân, trói tên này lại. Không, Vĩnh Trung là đưa con Hiếu Thảo, biết nhường chị kinh anh lẽ nào? Còn lẽ nào nữa? Sự thật quá rõ ràng rồi. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ dùng đèn trời soi xét, trừng trị tên sát nhân làm hại người ngay. Quân, đem tên tử tội ra pháp trường xử trảm. Khoan cha, cha ơi cuối sinh cha bình. Oh,
bệ hạ. Nỗi nhục này dù rửa mấy sông cũng không thể nào sạch. Thần tưởng kiếp trước khiêu tu nên kiếp này xin ra quỷ từ. Nào ngờ đâu chỉ là bất hiếu nhi, chỉ lo đoạt lợi tranh danh, nồi da sáo thịt làm xấu hổ tông đường. Nó đã đem đạo lý thánh nhân vùi xuống dũng bùng. Thôi thần còn tiếc chi tấm thân già lúa bệnh hoàn, xin được chết trước sân rồng để thế mạng cho con. Cha ơi biết nói gì đây cho cha hiểu được lòng con. Ngài dạy dỗ vẫn còn khắc ghi trong già. Bệ hạ ơi tôi không phải là người tham sanh quy tử, nhưng chuyện giết anh tôi chưa nghĩ tới bao giờ. Nhưng tội biết anh chứng cơ đã rõ ràng, còn cho người cái làm gì không. Tôi chẳng bao giờ bắt lén ai ăn. Vậy thì ai, chẳng lẽ ba công chúa hay lao này đừng bài giải lắm lời. Quân đem tên này đi chiến đầu ngay. Dạ khoan, bệ hạ ơi cho thần nói vài lời minh chứng. Chính Vĩnh Trung là người vô tội, mà kẻ sát nhân đã ném đa dâu tay ung dung tự tội. Lòng mừng vui vì mưu kế đã được vuông tròn. Ai là kẻ sát nhân? Chính Lữ Sơn đang xử tội gia hình. Lữ Sơn là kẻ bất tài nhưng gian trá, đã lập kế này để hãm hại người ngay. Nhiều bén gây mâu thuẫn trong đám đệ huynh, tìm mọi cách chia rẽ anh em nhà họ Trình. Mới vừa rồi thừa lúc mỗi người sơ hở, đã mạo y phục giống Vĩnh Trung và băng lén hai người. Ai thằng kia lấy gì làm bằng chứng này? Đây, dây cung tôi còn giữ đây, và bộ quần áo của ông mặc tôi mang theo làm bằng chứng nè. Muôn tâu bệ hạ, trước kia con là tôi tớ của Lữ Sơn, và chính hắn cũng đã nhiều lần xuống tay hạ sát. Nhưng may nhờ Vĩnh Trung cứu thoát, sự thật con đã phân bày xin đức vua phán xét. Tên khốn kiếp dám nhiều hoàng giáo hoại cho ta, ta giết đi. Thưa cha, tên Lữ Sơn có lần dối gạt cướp thuyền đi, bỏ mặt anh em, chính con chết đuối vì tay hắn nữa. Dạ dạ không phải vậy đâu, dạ không phải vậy đâu. Dạ thưa công nương, đó là ý của hạ thần muốn cứu công nương mà. Còn cái việc này tên kia nó bịa chuyện đó. Hắn là thủ hạ của tôi, vì có lần hắn vô lễ với công nương thì bị hạ thần đâm suýt chết nên nó thù, nó trả thù đó. Nó ẩu. Ẩu sao lại? Hỏi công nương coi có không. Ông sợ tôi về chia công hay khai bậy công của ba chàng, nên ông lũi tôi mấy phát. Mai có nghề đó, chỉ lũng qua da bụng phệ thôi. Có đúng vậy không con? Thưa dân, Tiểu Hồi là người tốt. Nếu không tin, bệ hạ cứ cho người xác minh áo này có phải của Lữ Sơn, và đem bàn chân của hắn với bàn chân của Vĩnh Trung so vào dấu chân in trên thảm cỏ thì biết ngay. Có phải áo này của nhà ngươi không? Dạ, dạ. Mặc áo vào và đem hắn đọ chân xem. Trầm lại ngàn lại bệ hạ, vì thần quá thương công chúa nên nó bài chuyện không hay, xin đèn trời mở lượng hải hà. Việc đã rõ, quân đem đi chém. Xin bệ hạ mở lượng hải hà trong ngày vui đoàn tụ. Thôi được, quân truyền giam vào ngục tối. Trời ơi trời. Tô bệ hạ, thưa cha, con kẻ vô cùng có tội, không giữ được lời dạy của cha. Vĩnh Thọ, Vĩnh Thảo, chúng bay thật là xấu hổ, hãy cúi xuống đây mà nghe ta dạy. Thưa cha, đồng cam cộng khổ có nhau, xin cha chia cho con phần roi cha đánh cha. Mày cũng bị tao đánh luôn nè. Phụ Dương, lẽ nào Phụ Dương để các tráng sĩ? Lão huynh, cho ta xin đi, hơn nữa đây là cung vua kia mà. Thần đắc tội, mong đức vua tha thứ.
Này các con, đứng dậy đi. Ta bậy quá, ta tưởng đây là nhà của mình, cho thiếu chịu đó, về nhà sẽ tính. Này các anh, đây là bài học quý báu của sự thủy chung đoàn kết. Qua mấy ngày đắn đo suy nghĩ, Trẫm băn khoăn không biết chọn ai làm phò mã. Việc xảy ra vừa rồi làm ta thấy rõ ra và quyết định rõ ràng. Vậy tất cả hãy quỳ xuống mà nghe ta phán định. Xét tài đức song đôi, vì nghĩa tình không vụ lợi, lòng chân thành yêu mến con ta. Cũng xét là nam nữ thọ thọ bất thân, mà sự gần gũi hai nơi đã có. Vậy ta phán truyền phò mã chính là Vĩnh Trung. Tới tăng vạn tới, vạn vạn tới. Chúc các con trăm năm hạnh phúc, Vĩnh Thọ, Vĩnh Thảo đến đây. Ta mong các người như cây một cội, như nước một nguồn, như nhà một cột, bền vững bên nhau chung xây dựng non sông và chống giữ sơn hà. Đôi